Thì đầu tiên anh em sẽ vào ứng dụng Vativer cho mình nhé. Rồi sau đó anh em sẽ kiếm cho mình mục download. Bấm vào mục download nha. Rồi thì cái đường link tải model còi ong trắng ấy, thì mình có để dưới phần mô tả của video nhé. Đây này, thì sau khi anh em tải về là nó sẽ nằm ở trong mục download nhé. Thì anh em bấm vô cho mình. Rồi sau đó anh em sẽ bấm giải nén tại đây nhé. Thì sau khi giải nén tại đây ấy, thì là nó sẽ ra mấy cái mục màu trắng trắng này. Đấy, đây này, chỗ này nó có mấy cái mục trắng trắng này nhé. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình nút mục download ở phía trên đỉnh của màn hình nhé. Bấm vô này. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình bộ nhớ thiết bị nhé. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình mục Android. Rồi OPP nhé. Rồi com.maleo bit simulator nhé. Rồi anh em sẽ bấm cho mình vào cái main200633.com.maleo này nhé. Bấm vô này. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình nút xem này. Rồi sau đó bấm nút Asset nhé. Rồi pin nhé. Rồi data nhé. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình dấu cộng ở cuối góc màn hình đây này. Đây nhá. Rồi sau đó anh em sẽ bấm cho mình cái ô đầu tiên đây nhá. Cái mục đây này. Bấm vô này. Rồi sau đó anh em sẽ kiếm cho mình mục download nhé. Bấm vào mục download này. Rồi anh em sẽ chọn cho mình mấy cái file mà màu trắng trắng này này. Là hồi nãy là anh em giải nén ra đây nhá. Đó. Thì anh em chọn mấy cái file này cho mình này. Bấm nhá, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Thì chọn tầm 6 cái. Rồi sau đó anh em sẽ bấm nút thêm cho mình nhé. Bấm nút thêm này. Thì đợi cho nó chạy khoảng 100% là được nhé. Đó, thì như vậy là xong rồi nhé. Thì mình cũng chúc tất cả anh em model còi ong trắng này thành công nhé. Rồi, bye bye mọi người. Viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có nguy cơ lây nhiễm cao lên đông người trên phương tiện giao thông công cộng, xe chở khách. Khuyến cáo phòng chống COVID-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng. Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có nguy cơ. Thank you.
Thank you.